Sau một số tỉnh thành phía Nam, những ngày gần đây, chiêu lừa đảo giả danh giáo viên gọi điện cho phụ huynh thông báo con gặp nạn đang đi cấp cứu, phải chuyển tiền gấp để làm thủ tục nhập viện đã xuất hiện tại thủ đô Hà Nội. Theo ghi nhận ban đầu, hiện đã có khá nhiều phụ huynh sập bẫy với số tiền chuyển đi từ 40 đến 50 triệu đồng. Bà Thủy ở quận Hai Bà Trưng đã bất ngờ nhận được cuộc gọi của một người xưng là giáo viên quản lý sinh viên. Con gái bà đang bị cấp cứu tại bệnh viện và phải nộp tiền mổ gấp. Quá lo lắng, bà nhanh chóng chuyển 50 triệu cho đối tượng này. Nhưng số tiền này đã không cánh mà bay. Con gái bà vẫn mạnh khỏe, bình thường. Khi nhận được cuộc gọi mà tự xưng là thầy giáo mà nói đúng họ tên con, thì tôi không biết một cái gì nó chân tay bủn rủn. Không nghĩ là lừa cơ, tại vì quá tinh vi như thế kia. Con bị như thế thì tâm trạng người mẹ nào cũng như thế thôi. Ngay sau khi xuất hiện hình thức lừa đảo này, các nhà trường đã gửi ngay thông điệp cảnh báo tới các phụ huynh để nâng cao cảnh giác. Khi có những cái hướng dẫn của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội và Phòng Giáo dục Hai Bà Trưng là chúng tôi cũng đã thông báo tới toàn bộ 100% phụ huynh học sinh nhà trường, đồng thời là có thông báo vào nhóm của ban phụ huynh, nhà trường và các lớp. Nhờ vậy, tại trường Trung học cơ sở Thăng Long, quận Ba Đình, cũng có hai phụ huynh nhận được cuộc gọi giả mạo cấp cứu đã ngay lập tức gọi điện lại cho giáo viên chủ nhiệm để xác minh, thẩm định lại thông tin. Trường chúng tôi cũng có hai trường hợp phụ huynh nhận được cuộc gọi, nhưng do có sự cảnh báo trước và có sự bình tĩnh, phụ huynh cũng đã có được cái nguồn tin chính xác để không bị mắc lừa. Các chuyên gia cũng khuyến cáo các phụ huynh cũng nên bình tĩnh xác minh thông tin với nhà trường trước khi chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo. Cái ý thức cảnh giác nó chính là cái bức tường lửa trong mỗi người để tự bảo quản cái tài sản của mình trong cái bối cảnh tình tội phạm, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao diễn biến phức tạp hiện nay. Chúng tôi đề nghị là khi mà người dân và phụ huynh học sinh tiếp nhận các thông tin như trên thì cần phải bình tĩnh, phải kiểm soát thông tin, liên hệ ngay với cả giáo viên chủ nhiệm hoặc là ban giám hiệu nhà trường. Trong cái trường hợp mà khẩn cấp mà không liên hệ được thì có thể liên hệ với cả trực ban của công an quận hoặc là công an phường sở tại gần nhất để được hỗ trợ. Điểm chung của các hình thức lừa đảo là các đối tượng đã nắm rõ được các thông tin về tên trường lớp mà con đang theo học. Khi gọi điện để tiếp cận các bậc phụ huynh thì các đối tượng này sẽ đánh vào tâm lý lo sợ, thậm chí là hoảng loạn của các bậc phụ huynh khi nghe tin con đang bị tai nạn và đang cấp cứu tại bệnh viện. Nếu thiếu tỉnh táo thì các phụ huynh có thể bị mắc bẫy và chuyển tiền cho các đối tượng này. Thưa quý vị, từ cuối năm 2022 cho đến nay, thị trường trái phiếu trở nên nóng bỏng. Nhiều nhà đầu tư mua trái phiếu không được trả đúng hạn khiến họ lo ngại hơn về thị trường trái phiếu, giảm tỷ trọng nắm giữ trái phiếu. Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã thanh tra đột xuất 11 ngân hàng về những vấn đề liên quan đến trái phiếu. Ngân hàng Nhà nước chưa công bố rõ danh tính của 11 ngân hàng này, cũng như những sai phạm cụ thể. Tuy nhiên, theo thống kê sơ bộ, hiện các ngân hàng đang nắm giữ gần 190.000 tỷ đồng trái phiếu. Thống kê tại gần 20 ngân hàng thương mại, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận giảm 9% trong năm 2022. Trong đó, hơn một nửa nhà băng giảm tỷ lệ nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp. Đáng chú ý, chỉ 17 ngân hàng đã nắm giữ khoảng 188.000 tỷ đồng trái phiếu. Trong đó, ngân hàng quân đội MB Bank là nhà băng đứng đầu hệ thống về số lượng trái phiếu doanh nghiệp nắm giữ với 46.870 tỷ đồng, tăng 4.500 tỷ so với cuối năm 2021. Techcombank từ quán quân về trái phiếu doanh nghiệp nhiều năm liền trước, đến cuối năm 2022 lùi về vị trí thứ hai với hơn 41.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp nắm giữ. Cuối năm 2021, số dư trái phiếu doanh nghiệp của Techcombank lên tới 62.000 tỷ đồng. VB Bank nắm giữ 32.800 tỷ đồng, tăng hơn 5.000 tỷ đồng so với năm 2021. Tăng lượng nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2022, TP Bank cũng trở thành một trong 4 ngân hàng nắm tới gần 1 tỷ đô la Mỹ trái phiếu doanh nghiệp. Cụ thể, lượng trái phiếu doanh nghiệp tính đến cuối năm 2022 của TP Bank đang đứng ở mức 21.600 tỷ đồng, tăng hơn 3.000 tỷ đồng so với cuối năm 2021. Các ngân hàng khác như SHB, BIDV, Vietcombank, Ngân hàng Quốc dân, Vietinbank, HD Bank cũng dao động từ 13.000 tỷ đến 5.000 tỷ đồng. Một số chuyên gia cũng cho rằng việc một số ngân hàng ồ ạt mua trái phiếu doanh nghiệp trong nhiều năm qua có thể nhằm mục đích đảo nợ, cơ cấu lại nợ cho doanh nghiệp. Trái phiếu doanh nghiệp cũng có thể là cách giúp cho các ngân hàng thương mại vừa lách luật để cho vay doanh nghiệp bất động sản. Các công ty chứng khoán lại vừa tránh được lệnh siết cho vay vào lĩnh vực rủi ro, không phải trích lập dự phòng rủi ro, vừa làm sạch bảng cân đối tài chính.
Thưa quý vị, ngày hôm nay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chính thức giảm lãi suất điều hành 1 điểm phần trăm và giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng Việt Nam đồng đối với các lĩnh vực ưu tiên. Theo đánh giá của các chuyên gia, đây là một hành động kịp thời, đúng thời điểm và sẽ có tác động tích cực đến thị trường, giúp giảm nhanh mặt bằng lãi suất cho vay trong thời gian tới. Bắt đầu từ hôm nay, lãi suất tái chiết khấu giảm từ 4,5% một năm xuống 3,5% một năm. Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng giảm từ 7% một năm xuống 6% một năm. Đồng thời, lãi suất cho vay lĩnh vực ưu tiên cũng giảm từ 5,5% xuống 5%. Đây được coi là hành động khá bất ngờ nhưng cần thiết trong bối cảnh áp lực lạm phát vẫn cao và trên thị trường quốc tế, Fed vẫn đang giữ nguyên quan điểm sẽ giữ và tiếp tục tăng lãi suất. Việc Ngân hàng Nhà nước nhanh chóng giảm lãi suất điều hành trong thời điểm này là một trong những cái quyết định tương đối là hợp lý và linh hoạt. Đây cũng phản ánh cái nỗ lực của cơ quan quản lý trong suốt quá trình qua đã có khá là nhiều sử dụng nhiều biện pháp để nhằm hạ nhiệt lãi suất để ổn định thị trường cũng như là hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Và việc mà tôi đánh giá là cái mức độ giảm lãi suất lần này tuy là mức độ không lớn nhưng mà sẽ có cái tác động khá là lớn trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là các cái doanh nghiệp bất động sản trong việc là có thể được tiếp cận với một cái nguồn vốn, có cơ hội tiếp cận với một cái nguồn vốn có cái mức chi phí thấp hơn một chút. Trước đó, từ 27 tháng 2 đến mùng 6 tháng 3, các ngân hàng cũng đã đồng loạt hạ lãi suất huy động 0,5 điểm phần trăm xuống quanh mức 9%. Và với việc lãi suất điều hành được giảm, lãi suất cho vay trong thời gian tới sẽ được giảm nhanh chóng. Trong tuần vừa rồi và trước ngày 6 tháng 3 thì các ngân hàng đều đã hạ từ 0,2 đến 0,5% cái mặt bằng lãi suất huy động. Thế và lần này lại cùng với cái việc mà hạ một số các cái mức lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước như vậy thì nó sẽ là một cái chỉ dấu rất là rõ ràng cho thị trường rằng Ngân hàng Trung ương mong muốn là lãi suất nó sẽ hạ tiếp xuống. Thế và chúng ta sẽ có thể kỳ vọng rằng là bắt đầu hết tháng này và sang quý sau thì lãi suất nó sẽ hạ nhiệt. Theo các chuyên gia, việc điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành là giải pháp linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường hiện nay để thực hiện mục tiêu phục hồi tăng trưởng kinh tế của Quốc hội và Chính phủ. Nhưng điều quan trọng nhất là phải thực sự giảm được lãi suất cho vay, tránh tình trạng lãi suất điều hành giảm nhưng lãi suất cho vay tại hệ thống ngân hàng vẫn trên trời. Ngân hàng luôn sẵn sàng nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, chính sách hỗ trợ tín dụng cần phải đặt trong tổng thể các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Do đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ từ các cơ quan, bộ ngành, hiệp hội và các doanh nghiệp. Đây là khẳng định của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tại hội nghị nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được tổ chức chiều nay tại Hà Nội. Theo báo cáo mới nhất, dư nợ tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 tăng 8,28% so với cuối năm 2021, chiếm khoảng gần 19% tổng dư nợ tín dụng chung toàn nền kinh tế. Mặc dù tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa là một trong năm lĩnh vực ưu tiên cấp tín dụng và được triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ khơi thông, nhưng trên thực tế, nhiều doanh nghiệp vẫn còn khó tiếp cận vốn. Thì trong luật tổ chức tín dụng ấy, càng và các cái tiêu chuẩn quản trị của các doanh nghiệp hiện tại của ngân hàng ấy, thì càng ngày doanh nghiệp nhỏ vừa càng khó tiếp cận vốn tín dụng. Vì sao thế? Bởi vì là các cái ngân hàng thương mại sẽ là cái đơn vị trực tiếp cung ứng cái nguồn vốn tín dụng cho doanh nghiệp, và các cái tiêu chuẩn quản trị thì ngày càng đòi hỏi là doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp nhỏ vừa phải có cái khoản vốn đối ứng càng ngày càng lớn. Thì đây là một cái bất cập của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ vừa. Lý giải về điều này, các ngân hàng khẳng định không tạo khó khăn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhưng hiện ngân hàng đang áp dụng những tiêu chuẩn theo thông lệ quốc tế, không thể hạ chuẩn điều kiện cấp tín dụng. Tuy nhiên, cũng sẽ tạo các điều kiện hành lang tốt nhất để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn. Thì tôi nghĩ là ví dụ như là doanh nghiệp SME muốn tiếp cận được nguồn vốn vay vốn ngân hàng, thì họ phải có một khả năng quản trị được kinh doanh của họ thực sự là tốt, chứng minh được cái tính khả thi của các phương án vay vốn. Ngoài ra họ cũng có chuẩn bị sẵn những nguồn lực về vốn tự có để tham gia các phương án kinh doanh, chứ không thể là dùng hết vốn vay ngân hàng được. Tuy nhiên, các ngân hàng sẽ căn cứ vào các việc tính khả thi của các phương án kinh doanh và khả năng quản trị của bản thân các doanh nghiệp, cũng như là các cái xu hướng của các ngành hàng để quyết định mức vốn tự có tham gia. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định, ngành ngân hàng luôn sẵn sàng nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Theo quy định, theo thẩm quyền, thì tôi cũng khuyến khích các đồng chí đến mức tối đa các đồng chí có thể làm được mà đang quy định hiện nay.
để hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thế rồi thì cái hạn mức tín dụng cho từng doanh nghiệp, tạo điều kiện cho khách hàng. Thế và cái cải cách thủ tục hành chính, hồ sơ. Thế rồi đặc biệt là các loại phí. Thế và đặc biệt nữa, có một cái ý nữa tôi cũng đề nghị các ngân hàng thương mại phải rất quan tâm. Đã là đối tượng ưu đãi và thuộc chính sách của nhà nước thì phải được thực hiện theo đúng chính sách của nhà nước. Để tiếp tục mở rộng tín dụng hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian tới, ngành ngân hàng sẽ tập trung điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá và ổn định mặt bằng lãi suất cho vay, góp phần tạo lập môi trường kinh doanh ổn định cho người dân, doanh nghiệp.